Để trở lại với kênh Bầu Trời Texas đâu quá đa. Là nói đầu tiên em xin kính chúc cô bác anh chị một ngày mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Thì hôm nay em lại chia sẻ một cái đoạn video nói về cái cận cảnh của cái nhà hàng mà các anh bạn trẻ mà có cái tên là Pha ở bên Việt Nam, là một cái tay kêu là một cái một bạn trẻ rất là trẻ ở bên Việt Nam đi du học ở bên nước Mỹ sang lại một cái nhà hàng này. Thì để mình chia sẻ một cái đoạn video nói về cái nhà hàng mà thì cả nhà nhìn xem, trước mặt mình là một cái tòa nhà mà cái nhà hàng mà ảnh đã từng đến chỗ cái nhà hàng này. Ảnh nói ảnh sang lại có giá trị là 250.000 đô đó cả nhà. Thì ở trong cái hợp đồng mà ảnh thường nói là ở trong cái hợp đồng mà ảnh sang lại cái nhà hàng này thì có tổng cái số tiền là 250.000 đô. Thì ở trong cái hợp đồng thì ở trong cái hợp đồng nói là có thể là người ta cho người nào mà sang lại cái nhà hàng này thì người ta cho ký kêu là free 3 tháng, là từ tháng 11 năm 2021 cho đến tháng 3 năm 2021. Thì nó nói là tháng 12 năm 2021 cho đến tháng Giêng năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2022 thì 22 thì tháng 3, đầu tháng 3 là năm 2022 thì ảnh đã sang lại cái nhà hàng này, tổng cộng có giá trị là 250.000 đô. Thì từ hồi tháng 10 gọi là tháng 11 năm 2021 ảnh đã vô trong cái tòa nhà này, ảnh đã nói là ảnh sang lại cái nhà hàng này là tổng cộng là 250.000 đô. Ảnh sẽ biến cái nhà hàng này để trở thành một cái quán lẩu gì mà ảnh nói thường nói ở trên cái video, ảnh nói là cái quán lẩu mà độc nhất vô nhị đó cả nhà. Thì cả nhà nhìn xem, trước đó là một cái tòa nhà rất là đẹp mà ảnh nói ảnh đi vô trong đây ảnh sang lại cái tòa nhà này. Thì thật hư như thế nào thì cách đây bây giờ là bây giờ tháng 9 của năm 2022 rồi mà ảnh chưa từng làm lại cái nhà hàng này, ảnh sẽ biến thành một cái quán lẩu. Thì đây là một cận cảnh là mình muốn chia sẻ cho cả nhà biết được, là cái đoạn video nói về cái quán lẩu của cái anh Pha Phát này đó cả nhà. Thì trở lại với cái video mà mình xem, ảnh gần đây ảnh nói là ảnh làm một cái ông chủ, kêu là ông chủ mới của cái nhà hàng này, mà mình chờ dài cả cổ luôn, à tính ra gần cả năm nay rồi mà chưa từng khai trương. Thật hư như thế nào thì mình cũng chưa biết rõ là ảnh có thật sự sang lại cái nhà hàng này không, mà mình cứ cứ tưởng là cứ tưởng là mà nhà hàng này ảnh đã mua lại cái nhà hàng này rồi mà cứ chưa từng mở cửa. Cả nhà nhìn xem đó. Thì mình cứ cập nhật thường xuyên để coi cái nhà hàng này, mình cũng muốn thử, mình muốn đến đây để mình thử cái món lẩu gì mà ảnh nói ảnh đã cái bạn trẻ này ảnh mở nha quán lẩu gì của ảnh nói là độc nhất vô nhị ở thành phố Houston của tiểu bang Texas. Mình rất là hoan nghênh những người trẻ có kêu là có cái lòng cầu tiến, có kêu là mở nhà hàng ở bên nước Mỹ, nhà hàng quán lẩu Việt Nam gì đó. Dòng qua dòng lại thì mình đã đợi kêu là gần 9 10 tháng nay, gần 10 tháng nay thì phải nói là gần cả năm nay thì chưa có mở cửa. Các bạn nhìn xem, trước mặt mình thì người ta gào kín mít rồi, không có nhà hàng nào mở cửa hết cả nhà. Đó là thực tế hiện tại bây giờ là mười mấy tây tháng 9, là cứ bằng giữa giữa tháng 9 của năm 2022 rồi cả nhà, vẫn chưa từng mở cửa cả nhà. Đó là một cái đoạn video mình muốn chia sẻ cho cả nhà biết được, là thật hư cái cuộc sống
chia sẻ một cái nhà hàng mà cái một cái nhà hàng mà anh Farfetch này ảnh nói ảnh sẽ mở cái sang lại cái nhà hàng này, ảnh sẽ mở cái quán lẩu để ảnh sang cái quán lẩu này, ảnh làm một cái quán lẩu kêu là độc nhất, là kêu là lớn nhất ở thành phố Houston đó cả nhà. Thì rất là ảnh nói là ảnh mở cái quán lẩu rất là lớn, rất là lớn, ảnh sẽ mướn rất là người nhiều người biết. Ảnh nói ở trong cái video ảnh nói là ảnh sẽ mướn rất là nhiều người, đặc biệt là sinh viên người Việt Nam đi du học ở bên Mỹ. Ảnh nói là ảnh chỉ mướn sinh viên người Việt Nam thôi nha, chứ không mướn người Việt Nam định cư ở Mỹ. Ảnh có nói ở trong cái video ảnh nói là ảnh mướn những người sinh viên Việt Nam, nhưng mà thật sự ra sinh viên Việt Nam là đến Mỹ để đi du học chứ không phải là để đi làm nha cả nhà. Đi sinh viên là đến Mỹ để du học chứ không phải là để đi làm. Nếu mà thực sự mà nói đi làm là cái đó là illegal, là giống như là không được đi làm. Tại vì anh đi du học là anh chỉ là đi học sinh, du học sinh thôi, chứ anh không được đi làm. Tại vì bên Mỹ là người ta cấp cái hộ chiếu là chỉ là đi đi du học thôi, chứ không được đi làm. Tại vì nếu mà đi làm là cái giấy tờ khác đó. Thì mình chia sẻ giữa sinh viên du học với người định cư ở bên Mỹ là nó khác. Sinh viên du học là chỉ là đi du học thôi cả nhà. Đó là mình phân tích giữa cái người mà đi du học với cái người định cư ở bên nước Mỹ, nó khác biệt giữa kêu là du học sinh nó khác. Du học sinh là anh chỉ là bạn chỉ là người đi du học, đến Mỹ du học thôi, học xong rồi đi về thôi. Đó là cái cách mà người ta nói là đi du học sinh. Du học sinh là chỉ là đi học 5, 10 năm, 2, 3 năm gì đó, và 3 năm thì anh sẽ đi về nước. Từ cái nước nào mà anh đến thì anh sẽ đi về nước đó, chứ không có cái quyền để mà đi du học sinh đi làm. Thì cả nhà nhìn xem, nếu mà du học sinh, tại vì người ta ở Mỹ người ta cấp cái visa để cho anh đi du học là anh chỉ là đến đây anh du học thôi, anh học xong những cái trường lớp gì đó anh học là anh sẽ đi về nước của anh. Thì giữa cái video mà ảnh nói ảnh chỉ thuê những người du học sinh đặc biệt, ảnh nói là ảnh thuê những người du học sinh đến người Việt Nam, đến từ Việt Nam du học sinh để làm cho ảnh một cái quán phở, làm nhân viên cho ảnh quán phở. Ảnh nói là ảnh sẽ mở rộng cái quán phở này rất là to để ảnh mướn những du học sinh làm thôi. Đó là giữa cái khác biệt giữa du học sinh và người định cư bên nước Mỹ đó cả nhà. Thì trở lại với cái đoạn video mà mình muốn chia sẻ cho các bạn biết được là cái lý do mà ảnh đến cái quán nhà hàng này. Ảnh nói ảnh sang lại, nhưng mà thật hư đến bây giờ gần cả năm nay rồi ảnh chưa có từng khai trương, chưa có từng mở cửa. Các bạn nhìn xem, thì vẫn còn rào kính bích, không có người tới lui, vẫn còn đóng cửa kính bích. Các bạn nhìn xem tất cả các cửa là đóng bích rồi, không có làm ăn business, là kêu là không có open, không có grand open, không có mở cửa gì hết. Cái tòa nhà vẫn đóng cửa kính bích, hàng rào người ta rào, hàng rào rào bích hết trơn rồi. Chưa từng mở cửa nha cả nhà, chưa bao giờ mở cửa nha cả nhà. Đó. Thì vài phút chia sẻ cái đoạn video nói về cái nhà hàng của cái anh Farfetch này đã chưa bao giờ mở cửa nha cả nhà.